Việc hỗ trợ chuyển đổi nghề bao gồm hỗ trợ đào tàu nghề, hỗ trợ làm lồng bè thủy sản bằng vật liệu thân thiện với môi trường để di chuyển các lồng bè thủy sản này ra vùng biển hở, hạn chế ô nhiễm môi trường. Chính sách này áp dụng với người nuôi là người dân được xác nhận có hộ khẩu thường trú tại thị xã Đông Hòa. Hiện nay, tôm hùm là đối tượng thủy sản nuôi chính tại Vịnh Bồn Trô, có giá trị kinh tế cao, nhưng quá trình nuôi lại gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, trọng bởi thức ăn của tôm hùm là thức ăn tươi được biết vịnh vùng trôi thì xã đông hòa hiện có khoảng 13.000 lồng bè thủy sản trong đó có cả những lồng bè của người dân các tỉnh lân cận đầu tư nuôi nhưng không đăng ký với chính quyền địa phương.